Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Hello, hello quý vị. Hello quý vị. Xin chào quý vị. Hôm nay thầy livestream này khi nào khỏe mà, nếu mà vượt qua được tai nạn sẽ livestream tiếp. Còn mà không không vượt được qua tai nạn thì thôi. Ha, coi giống như đây là cái buổi livestream cuối cùng đến quý vị ha. Thầy không biết thầy bệnh gì nữa. Thầy đi xét nghiệm PCR 6 lần, chọn muốn banh lỗ mũi, không có Covid. Thầy đi vô bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ đo, điện tim đo hết. Bác sĩ nói thầy không có bệnh gì hết. Tôi nói nếu tôi không bệnh tôi đến đây làm gì? Thì quý vị biết mỗi lần hello hello cái gì vậy anh thầy? Đang bận, một lát gọi lại cho chị Thảo. Bị gì vậy? Đang... Ok. Thầy, tôi đi ra bệnh viện, tôi ra bệnh viện, tôi ngồi ở bệnh viện 4 tiếng đồng hồ. Tôi không có bị cái gì hết, người nó khỏe khoắn. Khi mà tôi về tới chùa, tôi vô cái trong phòng ngủ, tôi bị nó đau nhói kinh khủng. Nó đau giống như ai mà lấy cái tim á, lấy cái cây kim á đâm vô cái người mình, đau quá trời. Tôi uống gừng, uống sả, uống tỏi, tôi nói chung là các loại nước tôi uống hết. Chắc tôi đi theo ca sĩ Phi Nhung quá thiệt, chắc tôi đi theo ca sĩ Phi Nhung thiệt. Tôi đi khám bệnh không phải là thầy không có tiền, mà thầy đi khám rồi. Bác sĩ nói không có bệnh gì hết thầy ơi. Giờ biểu khám làm sao? Quý vị thử nói coi. Đó. Tôi ra ngoài phòng khách tôi ngồi thì không sao. Vô trong giữa cái giường ngủ nằm là trời ơi nó đau. Đau quá trời. Tôi chỉ sợ có người khác chờ hãm hại mình. Nhưng mà tôi không biết ai. Mình không có dám vu oan giáo hoàng người ta. Tội. Tôi thì không có sợ chết. Nếu sợ chết tôi không có lên đây trằn trọc đến quý vị đâu ha. Hôm nay tôi xin nói đến quý vị một điều. Nếu tất cả những tiền của quý vị Phật tử gỡ cho tôi, gỡ cúng cho sư đó, để sư xây dựng cái chỗ tu đó, nếu mà tôi lỡ có chết đột xuất thì quý vị nào mà hoan hỷ cúng á thì cúng luôn. Còn quý vị nào mà không hoan hỷ cứ cho địa chỉ, cho số tài khoản, rồi bên bộ phận thư ký sẽ chuyển cho quý vị, trả lại cho quý vị. Còn tất cả những quý Phật tử nào mà thầy đã gửi tiền mà thầy không có giữ mà thầy gửi tiền đó, nếu mà tiền mà lỡ thầy mất rồi đó thì thôi quý vị giữ luôn đi, coi giống như thầy tặng quý vị để làm một cái phần kinh tế. Còn nếu quý vị nào có kinh tế điều kiện thì quý vị coi giống như gọi là gửi về cho mẹ, cho ngoại thầy. Chứ thật sự bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Thiệt, tôi đau, tôi thức trắng mấy đêm nay, ngủ không có được. Ngủ hết nổi rồi. Hay là chắc cái nghiệp lên mạng chửi người ta quá. Nghiệp chửi quá, đổ nghiệp. Nhưng mà đổ nghiệp, đổ cái miệng, tại sao đổ cái tim? Vậy, quý vị thấy. Mà tôi đi ra khỏi chùa thì tôi khỏe. Mà tôi về chùa tôi bệnh. Tôi lên phòng trụ trì tôi khỏe. Mà tôi đi về cấp tôi bệnh. Tôi đi qua cấp mấy sư khác đó. Tôi qua cấp mấy sư khác đó. Thì tôi khỏe. Mà về cấp tôi bệnh. Tôi không biết sao nữa. Tôi không biết sao nữa. Thì rồi tất cả những tài sản mà của tục đế, của thế gian này, nếu mà tôi có sắm được, sắm gì đó, thì tôi giao lại cho bà dì Út. Qua cái clip này.
qua cái clip này á, nếu mà tôi có mất không ai được tranh chấp, rõ ràng giao cho bà Diệu, Diệu lấy đó để nuôi mẹ, nuôi ngoại. Nhưng mà cái nhà này bắt buộc cũng phải dời đi để trả lại cái mặt bằng cho chùa phát triển, vì cái sự tương lai phát triển tốt đẹp của chùa. Nên cho dù tôi chết, tôi sống hay là tôi đi, cũng bắt buộc cũng phải dời đó. Chứ giờ tôi mệt hết rồi. Mà thật ra bây giờ đi ra đường nhà nước trời ơi, làm khó khăn quá. Thì tôi nói tôi đi về lần này là tôi đánh đổi bằng mạng sống. Có nhiều người cách, có nhiều cách hãm hại. Mình hãm hại người ta không phải nhất thiết là mình phải ra mặt. Cái chuyện bùa chú là chuyện có thật. Cách đây 10 năm về trước tôi cũng đã từng bị một lần rồi. Tôi bị một lần đó. Nên quý vị thông cảm đó. Nếu mà sau này lỡ tôi có mất đi đó, quý vị muốn nhớ tôi đó, lên mạng mở lại mấy cái clip cũ xem cho đỡ buồn. Chứ giờ không có thầy ai nói cho quý vị nghe nữa đó. Quý vị thông cảm. Còn quý vị nào muốn nhớ nữa thì đốt nhang thỉnh vong thầy về, thầy nhập vô đứa nào đó rồi thầy ngồi thầy kể chuyện cho nghe, kể xong rồi đi đó. Nên quý vị cố gắng, hôm nay tôi livestream lần này là lần cuối. Nếu mà tôi sức khỏe tôi khỏe, tôi vượt qua được cái nghiệp 33 tuổi này thì tôi sẽ khỏe đó. Nếu mà tôi vượt được qua cái nghiệp 33, thật nhiều khi mình nói 33 không tin chứ thật ra trời ơi tôi sợ quá trời. Ở đời tôi đi test hết trơn rồi. Tôi đi test, bác sĩ nói âm tính, negative âm tính. Bác sĩ ghi chú là chưa phát hiện mẫu, chưa phát hiện kháng nguyên sars covid-2 trong mẫu bệnh. Quý vị biết có nghĩa là tôi đi khám rất nhiều và tôi đi test rất nhiều, chứ không phải là tôi là một người làm việc rất cẩn thận, chứ không phải ẩu đó. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không biết bệnh mà vô trong phòng nằm, trời ơi nó như cái gai đâm, khó chịu vô cùng. Thì đó, hôm nay thầy nói cho đến quý vị biết rằng nếu mà quý vị nào đã gỡ tiền cúng dường cho tôi mà mua để tôi mua đất để mà tôi giờ về chỗ đó tôi tu tập, thì nếu mà tôi còn sống thì tôi sẽ cố gắng tôi giờ đó tôi tu để tôi hồi hướng cho quý vị. Còn nếu mà tôi giờ không về được thì quý vị nào có lỡ gỡ rồi đó hả, muốn lấy lại được không sao hết, thì nói rồi bên thư ký sẽ gỡ lại hoàn trả lại. Còn nào mà quý vị nào muốn cho thì tôi đội ơn vô cùng. Tôi coi như giống cái tiền đó tôi nuôi mẹ, nuôi ngoại. Chứ bây giờ tôi chịu hết nổi. Thật sự là qua nay có rất nhiều người gọi không bắt máy được, cũng cố gắng lên livestream để nói cho quý vị nghe. Lúc nóng, lúc lạnh, tôi không biết tôi bị bệnh gì nữa. Không biết bị bệnh đằng dưới hay là đằng trên nữa. Không hiểu nổi. Còn nếu quý vị mà có nhớ sự đó, đơn giản thôi, cứ giờ lưu lại hết mấy cái clip cũ để bữa nào nhớ ông Sư Triển, nhớ ông Sư Điên Chiêu, nhớ ông Sư Du Duyên đó, quý vị lên mạng lục lại nghe. Còn nếu mà nhớ nữa, nhớ Gia Diết, nhớ không quên á, đốt nhang, lấy cái hình của thầy về thờ, đốt nhang. Cứ mỗi lần nhớ gì đó cứ thỉnh vong đốt nhang, thỉnh vong kêu thầy lên, thầy sẽ kể chuyện cho nghe. Cái chuyện địa ngục hay cái gì đó mà không biết có lên nổi hay không nữa. Chứ từ nhỏ lớn tôi không có bệnh gì á. Thí dụ bệnh ngoài da thì có, còn bệnh mà bên trong cơ thể thầy đi khám tổng quát rồi. Nó không có. Nó thở như chó thở. Thở ghê lắm. Nó đau chứ có một bên góc bên này. Nó đau có một góc bên trái. Đau quá trời đau.